Hiện nay tại một số cửa biển, khu vực cảng cá ở Bình Định có tình trạng rác thải tập kết khiến môi trường nước và sinh thái nơi đây bị ô nhiễm. Tại khu vực cảng cá Đại Ghi, huyện Phù Cát, chúng tôi ghi nhận rác thải ở đây tràn ngập. Dọc tuyến kè tiếp giáp cảng cá Đại Ghi đoạn qua các thôn An Quang Đông, An Quang Tây, xã Cát Khánh, trải dài hàng trăm mét ven bờ kè bị bủa vây các loại rác thải sinh hoạt. Tại nhiều điểm, rác thải chất đóng từ bờ kè ra tới mặt nước cửa biển Đại Ghi. Đa số đều là rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy. Tại tuyến kênh giáp với hai thôn An Quang Đông, An Quang Tây, có hàng chục cơ sở sản xuất mực xà. Xung quanh những lớp nhà nhếch nhác tràn ngập rác thải. Dòng kênh này hiện đã biến thành con kênh ngập ngụa rác thải nhựa, chất thải bốc mùi hôi thối. Tiếp tục đi vào khu vực cảng cá Đại Ghi, nhiều ngư dân công nhân đang bốc xếp hải sản và ngang nhiên xả rác thải, túi ni lông xuống vùng mặt nước cửa biển, dù trong khuôn viên cảng cá có thùng rác. Theo tìm hiểu, rác thải tràn lan dọc khu vực cảng cá Đại Ghi đa số là rác sinh hoạt của các hộ dân ở hai thôn An Quang Đông, An Quang Tây, cũng như từ các hoạt động cảng cá, neo đậu tàu thuyền. Các hộ dân ở thôn An Quang Đông cho biết do phía công ty môi trường thu gom rác chậm, mỗi tuần chỉ thu gom 2 lần nên bà con đưa rác ra cửa biển đổ cho khỏi hôi. Cùng tình cảnh, chúng tôi ghi nhận tại khu vực cửa biển Quy Nhơn kéo dài từ cảng cá Quy Nhơn vào sâu luồng cảng neo đậu tàu cá thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, rác thải bủa vây khắp nơi. Một số người dân cho biết hàng ngày rác thải từ nhiều hướng xả ra cửa biển, trôi dạt khắp vùng mặt nước, đến mùa mưa thì trôi ra biển. Có thời điểm rác trôi dạt và tấp vào các khu vực neo đậu tàu cá, kết thành từng bãi trên vùng mặt nước. Trả lời báo Sài Gòn Giải Phóng về thực trạng rác thải rào độc cửa biển Đại Ghi, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh cho biết, xã đã hợp đồng với một công ty rác thải và hỗ trợ mỗi tháng 10 triệu đồng để thu gom, giảm áp lực rác thải khu vực cửa biển Đại Ghi. Bên cạnh đó, khoảng 90% người dân thống nhất đóng tiền để thu gom rác thải. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ dân giữ thói quen xả rác ra cửa biển. Ông Hiếu cho biết thêm, sắp tới đây, xã sẽ đẩy mạnh vận động bà con hai thôn An Quang Đông, An Quang Tây và nhất là các hộ sản xuất mực xà không được xả rác thải ra kênh cửa biển. Địa phương sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị xử lý rác để tăng mức hỗ trợ nhằm giải quyết câu chuyện rác thải. Đối với các cơ sở chế biến mực xà, xã đã kiến nghị lên huyện tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khu quy hoạch tập trung nên vẫn tự phát, rất khó xử lý. Cũng theo ông Hiếu, rác thải cũng phát sinh từ hoạt động cảng cá Đại Ghi và các tàu thuyền neo đậu khi vào cảng. Tuy nhiên, phía cảng cá Đại Ghi chỉ quan tâm thu gom rác trong cảng, còn ngoài vùng mặt nước và khu vực lân cận thì rất ít phối hợp cùng địa phương để xử lý, thu gom để giảm thiểu rác thải biển.